Châu, em gửi email báo cáo cho anh cho em. Dạ rồi anh ơi. Ừ, để anh xem. Email em trình bày như vậy là không được rồi em ơi. Em viết vậy mà gửi khách hàng người ta cười chết. Anh tưởng những kỹ năng này em đã được học ở trường rồi chứ. Thôi thôi, em làm lại một bản in ra rồi cho anh xem. Dạ vâng ạ. Dạ đây anh. Báo cáo này em tự làm hay nhờ ai Châu? Những hình ảnh này như vậy là không được rồi em ơi. Hình ảnh trắng ăn nhập gì về báo cáo cả. Em chịu khó làm lại cho anh nhé. Báo cáo gì mà toàn chữ với chữ thế này? Em tính viết văn cho anh đọc à? Em cũng không kiếm đồ hình nào phù hợp nữa. Số liệu thì không xử lý, ai mà hiểu. Thôi em làm lại đi. Dạ vâng ạ. Làm lại. Anh tưởng là em học các kỹ năng văn phòng này ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường rồi chứ. Giờ này mỗi cái báo cáo này mà hoài không xong. Anh ơi, đối tác tới rồi ạ. Ủa, mình hẹn họ 2 giờ mà em. Thôi em dắt họ lên phòng họp chờ một xíu. Đúng 2 giờ là mình làm việc. Anh ơi, phòng họp nào? Cái phòng ở tầng trệt đấy. Anh ơi, mình mời họ nước gì anh? Ừ, nước gì cũng được. Anh ơi. Cái gì vậy? Cái gì cô cũng không biết là thế nào. Thuê cô về là để làm việc chứ phải để hỏi đâu. Hỏi thì lên Google mà hỏi nhé. Tôi tưởng những kỹ năng này cô đã học ở trường rồi chứ. Ai... Cuối cùng cô là Châu hay là Châu đây? Hôm nay đúng là ngày quốc tế tồi tệ mà. Giá như ngày xưa, mình được học các kỹ năng này từ trước. Các bạn ơi, để thích nghi được với môi trường mới thật là không hề dễ dàng đúng không nào? Vậy để chuẩn bị cho bản thân mình, các bạn hãy cùng GKSN tham gia vào dự án huấn luyện kỹ năng mang tên Kỹ năng mềm, hành trang cần chuẩn bị. Chỉ với 4 buổi sinh hoạt cùng GKSN, chắc chắn các bạn sẽ tự tin hơn khi bước vào môi trường mới. Các bạn có thể truy cập vào website giakiemsn.com hoặc Facebook Gia Kiệm Student Network để tham khảo về nội dung cũng như là thời gian tổ chức chương trình nhé. Còn chần chờ gì nữa, hãy nhanh tay đăng ký tham gia cùng với chúng tôi nhé. Chào thân ái và hẹn gặp lại.